tuyển nữ Việt Nam rèn quân dưới trời lạnh, có thêm bác sĩ mới. Sáng 21 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối trước trận gặp đội tuyển nữ Mỹ. Buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra dưới thời tiết rất lạnh ở sân Fred Taylor Park TP, Auckland, New Zealand. Tuy nhiên, các cầu thủ cùng ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ càng với trang phục đủ ấm cùng các thức uống nhằm giữ ấm cơ thể. Ở buổi tập cuối trước trận ra quân, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng giảm khối lượng tập luyện cũng như thời gian của từng bài tập, nhằm giúp các cầu thủ thả lỏng, duy trì thể lực khi chính thức bước vào World Cup 2023. Tin vui cho đội tuyển nữ Việt Nam khi đội ngũ y tế được tăng cường với xuất hiện của bác sĩ Phạm Thị Thủy. Bác sĩ Phạm Thị Thủy đã đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam ở nhiều giải đấu, có chuyên môn tốt và hiểu thể trạng của cầu thủ nữ. Như vậy, ban huấn luyện đội nữ sẽ có 3 bác sĩ để có thể thay nhau chăm sóc, đảm bảo thể lực cho các cầu thủ nữ dưới thời tiết khắc nghiệt tại New Zealand. Cũng như với cường độ thi đấu cực cao ở World Cup 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung giảm khối lượng tập cho học trò ở buổi cuối. Đây là buổi tập chủ yếu nhằm giúp cầu thủ thả lỏng, giữ cảm giác bóng và có tinh thần thoải mái trước trận ra quân gặp Mỹ. Dù vậy, yêu cầu của ban huấn luyện dành cho học trò vẫn rất cao khi luôn đòi hỏi các cầu thủ phải thực hiện chuẩn mực các động tác, hoàn thành trọn vẹn giáo án khó. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đang cảm thấy thoải mái. Không có gì ràng buộc. Được đấu với đội tuyển nữ Mỹ, ngoài học tập đối thủ ra, chúng tôi còn làm quen được về mặt tinh thần, quyết không buông xuôi hay sợ hãi. Chúng tôi đã đấu với Đức, Pháp, New Zealand, Tây Ban Nha và qua những trận đó, thấy được mạnh yếu của mình. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đấu pháp tốt nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam tranh chấp quyết liệt và xả hết năng lượng dù là trên sân tập. Điều này cho thấy các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang rất nghiêm túc cho mục tiêu World Cup. Thủ môn Kim Thanh sẽ có trận đấu vất vả trước Mỹ lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7, nhưng với kinh nghiệm tích lũy từ những cuộc so tài với Đức, Pháp hay Tây Ban Nha, người gác đền sinh năm 1993 sẽ là điểm tựa đáng tin cậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.